Ok, sản phẩm tiếp theo đây cũng là một cục tẩy này, nhưng mà cục tẩy này mình không biết là có thể tẩy được mấy cái nốt ở đây không này. Mình zoom lại này, như này, đây này, các bạn nhìn này, đây B này, B là mình sẽ dùng cục tẩy này tẩy rất là ok, nhưng mà đến lúc mà đến loại từ 6B, 12B có lại màu đen này này, nó không thể tẩy được. Bây giờ mình sẽ dùng cục này nhé, để mình thử. Mình mở cho bạn xem này. Các bạn nhìn này nhé. Mình không biết tiếng Trung với cả tiếng Anh nên là mình cứ dùng để test thôi. Mình sẽ mở unbox mà. Cái cục tẩy này nó giống như kiểu là một cục đất sét vậy. Giống như đất sét, nó rất là dẻo, nó không có độ đàn hồi này. Độ đàn hồi nó rất thấp nhỉ này. Hy vọng là nó sẽ tẩy được mấy cái mực này nhé. Ok, bắt đầu từ đây. Các bạn nhìn này, nó tẩy gần như là chả được gì luôn. Mình không biết là cục này dùng để tẩy cái gì nữa, nhưng mà hiện tại là tẩy bút chì là không thể tẩy được. Các bạn nhìn này không, vẫn còn y nguyên này, vẫn còn y nguyên này, đây này, còn y nguyên này. Này, mình chưa biết là công dụng của cái cục tẩy này, mình sẽ tìm hiểu vào phần video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn.